xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với việc ngày hôm nay à, nếu như mà chúng ta quay trở lại cái thời điểm thị trường hồi phục vào đầu tháng 5 thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cảm giác ở thời điểm hiện tại nó cũng đang có những cái sự đồng nhất nhất định đúng không ạ à, tuy nhiên thì đi kèm với sự hưng phấn thì nó cũng là cái sự lo lắng về việc là liệu thị trường nó có điều chỉnh giảm điểm một lần nữa hay không và khiến cho toàn bộ thị trường sẽ rơi vào biển lửa và mình tin rằng đây cũng là một câu hỏi mà đang được phần lớn mọi người đặt ra vì sự tăng trưởng trong thời gian vừa rồi là mọi người cảm thấy khá là nghi ngờ thay vì là hưng phấn như trước đây. Vậy thì cái xu hướng trong thời gian sắp tới nó sẽ có thể như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong ngày hôm nay. Ok thì trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình có một thông báo dành cho các bạn đó chính là sàn giao dịch Bybit hiện tại họ đang có một cái sự kiện airdrop dành cho cộng đồng của Anh Review Capital uh, trong tháng 7 và phần thưởng có thể lên tới là 500 đô la. Và để có thể nhận được phần thưởng này thì các bạn chỉ cần làm một số những cái thao tác rất đơn giản. Thứ nhất là các bạn hãy đăng ký tài khoản qua đường link của Anh Review Capital, hoàn thành KC cấp độ 1 và các bạn chỉ cần nạp tối thiểu 100 đô la vào tài khoản trong vòng 7 ngày là các bạn có thể nhận được cái số tiền lên tới là 500 đô la. Và ngoài ra thì với các bạn là bạn đăng ký Bybit dưới link của anh Review Capital thì các bạn cũng có thể tham gia nhóm private uh, scalping của anh Review trong thời gian hiện tại thì như các bạn đều biết là bên cạnh cái tài khoản hầu thì mình cũng đang giao dịch uh, scalping hàng ngày cùng với mọi người ở trên nhóm Telegram. Thì trong thời gian gần đây thì đối với cái việc mà chúng ta đánh scalping với ancoin thì mình thấy đang khá là hiệu quả khi mà cái sóng của ancoin gần như là cho chúng ta những cái lượt lượt lướt cực kỳ là ấn tượng và nếu mà chúng ta bắt chúng những con sóng này thì chúng ta hoàn toàn có thể có được cái lệnh có cái tỷ roi lên tới là sấp xỉ 100%. Ví dụ như trong ngày hôm qua là có lệnh short AVAC đã đạt được một cái target tương đối ổn. Thì những cái lệnh này thì mình sẽ cập nhật trong cái nhật ký giao dịch trên Telegram để các bạn có thể tiện theo dõi. Và ngoài cái việc đánh scalping an coi ra thì nếu như các bạn đang giao dịch vàng hoặc là dầu hoặc là những cặp tiền ngoại hối thì các bạn cũng có thể tham khảo nhóm Telegram của AI Trading hiện tại. Thì trên nhóm này mình và các admin sẽ cập nhật cho mọi người những thông tin chi tiết cũng những cái tín hiệu để chúng ta có thể giao dịch được. Thì cả hai cái đường link để tham gia nhóm mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video để các bạn có thể tham khảo. Ok, đến với cả nội dung chính thì thị trường crypto hiện tại đang có một cái sự liên kết khá mạnh mẽ với cả thị trường đầu tư truyền thống và điều này nó được chứng minh bằng việc là những cái quỹ ETF Bitcoin Spot đã được ra mắt và các bạn thấy là những cái thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng đang được cộng đồng crypto rất là quan tâm đúng không ạ? Và mới đây thì cái diễn biến của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang có những cái dấu hiệu chuyển biến cực kỳ bất ngờ. Sau khi mà chúng ta có những cái sự kiện là tổng thống cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt, thì trong tối ngày 21 tháng 7 vừa qua, thì tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã tuyên bố rằng là ông sẽ không tham gia tranh cử tổng thống năm 2024 nữa. Tại đây, thì ông cũng không nêu một lý do cụ thể về việc rút lui này và chỉ cho biết rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của đảng cũng như là của quốc gia. Tuy nhiên ấy, thì cái nguyên nhân có thể là bởi vì vị tổng thống Biden, John Biden trong thời gian vừa qua liên tục đánh mất cái sự ủng hộ của cử tri vì những cái màn trình diễn thiếu chắc chắn trong những cái phiên tranh luận trước thềm bầu cử. Cũng mới đây thì ông bị chuẩn đoán rằng là bị mắc COVID-19 nó phải uh, cách ly. Đây cũng là cái sự đe dọa để có thể bỏ lỡ những cái giai đoạn vận động tranh cử then chốt trong thời gian sắp tới và mình nghĩ rằng ấy, là có lẽ là những người dân mỹ sau khi mà theo dõi uh, những cái cuộc tranh luận trong giai đoạn rồi thì cũng cảm thấy rằng là ông john biden hiện tại cũng đã tương đối là cao tuổi rồi và nếu mà đương nhiệm thêm khoảng bốn năm nữa thì thực sự đây cũng là một trong những cái vị tổng thống mà có uh, tuổi đời lớn nhất trong lịch sử của mỹ và có lẽ là người dân mỹ họ muốn một tổng thống có tuổi đời trẻ hơn để có thể đảm bảo sức khỏe để có thể đảm nhiệm được cái uh, cương vị phải nói là cực kỳ căng thẳng này và thay cho Tổng thống Joe Biden thì chính là Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ làm ứng viên thay thế cho ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Với cái việc ông Joe Biden rút tôi khỏi cuộc đua thì các bạn thấy là trên trang thông tin bầu cử Ở Polymarket chúng ta thấy là cái tỷ lệ bầu cử cho ông Trump vẫn duy trì ở mức là khá là cao, ở mức là 64%. Còn người đứng thứ hai bây giờ không phải Joe Biden nữa mà là Kamala Harris với tỷ lệ rơi vào khoảng 30% thì điều này cũng không bất ngờ khi mà bà harris đã được hưởng phần trăm bầu cử của ông joe biden luôn à, tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là với cái vị thế của john harris thì rất là khó để có thể cạnh tranh được với trump và kể cả joe biden các bạn thấy là cũng rất là khó để có thể cạnh tranh được chứ đừng nói là phó tổng thống uh, harris thì uh, sau khi cái thông tin này được tung ra thì uh, cái người mà vui nhất có lẽ là cộng đồng crypto đúng không ạ? Bản thân mình cũng rất là vui khi mà uh, chúng ta đón nhận những cái thông tin liên tiếp mà nó thực sự là rất là bất ngờ từ từ cái việc là ông Trump bị ám sát hụt đúng không ạ? cho đến cái việc là ông Joe Biden rút lui thì gần như là cái ghế tổng thống trong năm 2024 mình nghĩ rằng là 99% là sẽ thuộc về tổng thống Donald Trump rồi và chúng ta đều biết tổng thống Donald Trump À, được gọi là tổng thống crypto đúng không ạ? Khi ông là một trong những cái người mà có cái vị trí cao nhất à, công khai ủng hộ crypto và trong thời sắp tới thì ông Trump cũng tham gia một cái hội nghị crypto lớn nhất tại Mỹ được tổ chức tại Nashville với cái số tiền tham gia cho một vé có thể lên tới là 844.000 đô la. Ở à, đây là một trong những cái vị speaker có lẽ là đang đảm nhiệm cái chức vụ cao nhất từ trước nay từng tham gia một cái hội nghị liên quan đến uh, crypto. Thì mình cho rằng là với cái việc mà ông Trump lên làm tổng thống có lẽ là điều được dự đoán trước rồi, đúng không ạ? Và những cái diễn biến gần đây thì nó càng làm cho cái thông tin này cửa trở nên uh, chắc chắn hơn mà thôi. Và có lẽ là với một cái vị tổng thống crypto thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái chính sách sẽ cởi mở hơn đối với cả crypto, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi mà ông Trump lên thì ông sẽ thay thế toàn bộ uh, đội ngũ Uh, gọi là đội ngũ lãnh đạo của EDC đúng không ạ? vốn đã gây ra hiềm khích với cộng đồng crypto trong suốt những năm vừa qua và có lẽ là qua năm 2025 chúng ta sẽ thấy một bộ máy mới của EDC và rất có thể những cái chính sách mới sẽ được tung ra và nó sẽ dọn đường cho thị trường crypto còn phát triển hơn nữa và trong những cái bài phát biểu gần nhất của ông Trump thì ông cũng đã nói rằng là ông muốn Mỹ trở thành cường quốc của crypto và sẽ dẫn dắt thị trường này thay cho Trung Quốc ở uh, trong uh, tương lai bản thân mình rất là tin tưởng ông Trump có thể sẽ có những cái chính sách cũng như là có cách để cho thị trường phát triển tốt hơn bởi vì ông Trump là một người làm kinh tế và ông biết sẽ làm kinh tế phát triển và đi lên như thế nào Nói chung đây là những thông tin cực kỳ tốt trong trung uh, hạn và dài hạn về mặt chính sách đối với cả thị trường crypto đúng không ạ? Ok chúng ta sẽ đến với chart của Bitcoin xem xem là những cái xu hướng trong thời điểm hiện tại như thế nào thì các bạn thấy là hôm nay là chúng ta đang là thứ hai đúng không ạ và chúng ta đóng cái cây nến tuần vừa rồi là một cây nến xanh phun lực và gần như không có dâu nến đây là một cây nến Maribuzu điển hình và uh, nó thực sự cho thấy rằng là phe mua đang áp đảo so với phe bán trong tuần vừa rồi và cái lực tăng nó còn mạnh mẽ hơn so với cả tuần trước. À, mặc dù đây là một lực tăng rất tốt, tuy nhiên thì không phải vì thế mà chúng ta mất đi cảnh giác. Thì các bạn có thể là trong đợt giữa tháng 3 thì chúng ta cũng đã đóng một cây nến tuần rút dâu và nó khởi nguồn uh, cho cái đợt điều chỉnh giảm. Đúng không? Hiện tại thì chúng ta có một cái sự hồi phục nhưng chúng ta chưa thực sự bứt ra hẳn một cái xu thế để có thể nói rằng là chúng ta sẽ tăng trưởng tiếp. Vì vậy trong ngắn hạn uh, thì chúng ta cũng khá là khó để có thể xác định chính xác của, uh, cái xu hướng đi của BDC uh, nó sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển sang khung ngày thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự kiện ông John Biden rút lui ra khỏi cuộc đua Nhà Trắng nó làm cho Bitcoin phản ứng rất tốt khi tăng khoảng 4% từ mức là 65.700 đến mức là 68 năm Và như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Bitcoin vẫn đang duy trì trong cái biên độ sideways từ tháng 3 cho đến bây giờ. Và hiện tại thì cái target của chúng ta có lẽ chúng ta nên đặt target tầm từ 70 cho tới 72.000 cho cái xu hướng và tăng trưởng lần này. Và chúng ta sẽ cần phải quan sát rất là kỹ những cái tuần sắp tới bởi vì sao? Bởi vì như mình đã đề cập đến trong cái video on chuyên trước ấy thì quanh cái vùng kháng cự ở bên trên đang có rất nhiều những cái volume thanh lý lệnh long lên tới hàng trăm triệu đô la. Do đó thì cái việc cẩn trọng trong thời gian này không phải là thừa nhất là những ai mà đang giao dịch ở future hoặc là các bạn đang giao dịch an thì chúng ta cũng sẽ cần phải khá là thận trọng và với nhận định của mình thì nếu mà chúng ta không tính ăn coi thì giá của bitcoin cũng đang đi khá đúng với quy trình khi đây sẽ là những cái nhịp tích lũy trước khi mà chúng ta sẽ đi vào những cái sóng tăng trưởng chính à, vậy nên thì với cái view btc của mình thì đối với dài hạn thì vẫn là rất là bullish thôi đúng không và cái thông tin bên lề nó cũng đang support rất là nhiều à, đối với cái ăn coi thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần chờ cho bitcoin tăng hết sóng của nó thì chúng ta mới đến lượt ăn coin được à, ăn coin season nó sẽ vẫn có thôi và quan trọng là chúng ta phải đủ kiên nhẫn để chúng Chúng ta vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn uh, như thời điểm hiện tại Đối với cả Ancoin để chúng ta tới được cái Android Season Còn đối với cả Bitcoin và sắp tới là ETH Thì mình cho rằng là cái, uh, uh, cái xu hướng tăng nó tương đối là rõ ràng trong ngắn hạn Và hoàn toàn chúng ta có thể có được lợi nhuận sớm trong thời gian sắp tới Ok, cái thông tin tiếp theo đó chính là một cái thông tin liên quan tới một cái ví của một cá voi mà đã 12 năm nay chưa từng giao dịch mà trong thời gian vừa rồi thì đã có một cái sự chuyển biến. Các bạn thấy là theo như chia sẻ của Goy Alert thì đã phát hiện ra một cái ví cá voi đã có khoảng 1.000 bit vào năm 2012. Lúc đó thì nó chỉ giá trị giá khoảng 12.000 đô mà thôi. Tuy nhiên thì sau khoảng thời gian gần đây thì sau khoảng 12 năm an ninh bất động thì bất ngờ là 1.000 bitcoin này đã được di chuyển nó đến 12.000 đô thì nghe có vẻ ít nhưng mà cái số Bitcoin cách đây 12 năm trị giá 12.000 đô ở thời điểm hiện tại con số này lên tới là 60 triệu đô la thì hiện tại chúng ta cũng chưa biết là cái danh tính chủ sở hữu của ví này là ai nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là uh, thực tế là có rất nhiều ví uh, hâu đến tầm 5 10 năm hoặc thậm chí là 12 năm nhưng mà chưa hề có cái sự chuyển biến rất nhiều người đã nghĩ rằng là số Bitcoin này đã bị mất đúng không ạ do chủ là bị họ bị mất private key nhưng thực tế là vẫn có những người họ hâu đến tầm 12 năm mà đến thời điểm hiện tại họ mới có cái sự di chuyển cũng không biết là họ di chuyển để làm gì để có thể bán xả hay không nhưng mà mình nghĩ là với con số một ngàn bit ở thời điểm hiện tại trị giá 60 triệu đô thì khi mà bán thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của thị trường đâu các bạn thấy là trong một ngày bình thường thì những cái quỹ uh, Bitcoin ETF họ cũng uh, thu mua lên tới một vài chục triệu, đúng không ạ? Những ngày nào mà thu mua nhiều lên tới hàng tỷ đô, thế nên con số 60 triệu này thực sự nó cũng không phải là lớn, nó cũng khá là nhỏ. Và nếu mà người này họ quyết định bán một 000 bit thì chắc chắn là IBIT của BlackRock hay là Fairity sẽ sẵn sàng thu mua số lượng Bitcoin này mà thôi. Vì thế thì cái thông tin này một cái thông tin mình thấy là khá là thú vị, mình muốn uh, chia sẻ với mọi người, mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái xu hướng của thị trường trong tháng sắp tới. À, trước khi đi vào nội dung chính của buổi ngày hôm nay thì mình có một thông báo hết sức đặc biệt muốn dành cho các bạn. Với cái mục đích là có thể hỗ trợ các bạn bám sát thị trường trong giai đoạn sắp tới cũng như chúng ta sẽ không bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư trong cái mùa tăng trưởng 2024 2025 và mình sẽ tổ chức một cái chương trình training kéo dài trong 3 ngày. Trong chương trình này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức tư duy để chúng ta có thể có một cái mindset của một nhà đầu tư crypto chuyên nghiệp, ở những bí mật bơm thổi của nhà cái và đặc biệt là xây dựng một cái bộ công thức đầu tư giúp chúng ta có thể đầu tư tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Thì để tham gia chương trình này, các bạn hãy click vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video. Đặc biệt sau khi để lại thông tin thì các bạn hãy chờ đợi từ 5 đến 10 giây, sau đó sẽ có đường link để các bạn có thể tham gia vào nhóm cộng đồng của anh New Capital. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người trong buổi hình sắp tới ok uh, chuyển đến cái thông tin tiếp theo thì uh, mình biết rằng là cái tâm lý phần đông của những người tham gia crypto trong uh, một vài chu kỳ theo quan sát của mình uh, đó là cái mảng Ancoin sẽ chiếm phần lớn cái sự quan tâm của mọi người hơn so với bitcoin và mọi người thường là chú ý đến bitcoin để nhận định xu hướng thôi chứ không nhiều người đầu tư bitcoin đúng không ạ mình còn nhớ là những cái chu kỳ trước ấy, khi mà cái tên bitcoin luôn luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên bởi vì đơn giản là thời điểm đó thì chúng ta có ít token hơn và Bitcoin đang chiếm đến tầm 90 đến 95% tổng vốn hóa của thị trường. Và còn ở chu kỳ thời điểm gần đây thì các bạn thấy là với cái sự phát triển chóng mặt về mặt công nghệ thì những cái dự án crypto đã cho ra mắt hàng loạt những cái token với cái mức độ tăng trưởng rất lớn. Và điều này thì cũng đã thu hút sự chú ý của phần đông các nhà đầu tư với cái tâm thế đến thị trường crypto và muốn làm giàu nhanh. Thì để các bạn có thể hình dung rõ hơn thì cái sức hút của Ancoin so với Bitcoin thì trên màn hình mình đang để một cái biểu đồ về mức độ quan tâm của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với Bitcoin được chia sẻ bởi một người có tên là Ki Young Yu thì chúng ta nhìn sơ qua thì các bạn thấy là cái đường màu đen nó thể hiện cho giá của Bitcoin nhưng mà còn đường màu xanh đỏ thể hiện cho mức độ quan tâm của các nhà đầu tư và tại đây thì những dữ liệu ở trên biểu đồ thì đang cho chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của các nhà đầu tư nhỏ đang ở mức gần như là thấp nhất trong 3 năm trở lại đây điều này được thể hiện bằng việc là cái đường nhu cầu giảm còn âm 15% cái việc Nhu cầu đầu tư vào Bitcoin của nhà đầu tư nhỏ lẻ giảm mạnh cho thấy rằng là cái sức hút của mạng coi thời điểm hiện tại đang quá lớn và mình tin rằng là đa số các bạn xem video ngày hôm nay thì coi vẫn chiếm phần lớn portfolio đầu tư của mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó là việc nếu mà các bạn tích trữ quá nhiều coi như vậy, nếu mà không thực sự có được một vị thế đẹp thì cũng sẽ là một con dao hai lưỡi cho tài khoản của các bạn đúng không ạ? Trong đợt tăng trưởng chúng ta có thể thấy là sẽ tăng trưởng khá là nhanh nhưng mà trong những cái đợt điều chỉnh giảm như thời gian vừa rồi thì nó cũng thấy được cái mặt trái của việc hâu toàn bộ làn coi. Mỗi chu kỳ mặc dù là cái tính chất và vận hành thì nó vẫn thế, tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên áp đặt hoàn toàn những gì diễn ra ở chu kỳ trước sẽ có thể xảy ra 100% ở chu kỳ này, đúng không ạ? Và mặc dù cái dòng tiền chu kỳ này đang rất lớn nhưng chủ yếu chúng ta có thể thấy là đổ vào BTC và phần nào đó Uh, sắp tới sẽ có thể là vào ETF bởi những cái quỹ truyền thống chứ chưa thực sự là có quá nhiều những người bên ngoài quan tâm tới thị trường thế nên thị trường ancoin nó không tăng trưởng mạnh là vì như vậy. Do đó thì cái việc mà chúng ta phân bổ và luôn có uh, cash là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận tốt trong chu kỳ lần này và quan trọng hơn nữa là chúng ta phải có một cái sự kiên nhẫn nhất định chứ không được vội vàng đặc biệt là khi chúng ta đầu tư vào ancoin. OK thông tin tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới ETF của Ethereum Spot hiện tại có rất nhiều bạn là đang hỏi mình là bao giờ thì bắt đầu được giao dịch đúng không ạ? thì uh, trong thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng có khá nhiều những cái đồn đoán nhưng uh, trong ngày hôm nay thì mọi thứ đã dần trở nên sáng tỏ hơn khi mà trên trang chủ của sàn giao dịch Chicago có tên là CBOE đã cập nhật uh, những cái mã giao dịch chuẩn bị lên sàn thì tại đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có những cái mã thuộc về những cái quỹ ETF của Ethereum uh, sẽ được giao dịch vào ngày 23 tháng 7. Cụ thể thì 5 quỹ sẽ được giao dịch đó chính là 21 share Core Ethereum ETF với mã là CETH, Ferity Ethereum Fund với mã là FETH, Franking Ethereum ETF có mã là IZET và Investco Galaxy Ethereum ETF với mã là QETH và Vanex Ethereum ETF là ETHV. Chúng ta có thể là chưa có quỹ ETF ETH của BlackRock. Như vậy là chúng ta thấy là sau 2 tháng dòng giá chờ đợi thì cái điều phải đến cũng sẽ đến thôi Và chúng ta cùng chờ đợi xem là cái dòng tiền vào ETF nó sẽ như thế nào Liệu nó có bằng 50% so với cái dòng tiền vào Bitcoin Spot hay không Đúng không ạ? Có một điều mà các bạn cần lưu ý Đó chính là khi mà ETF được giao dịch vào ngày mai Thì nếu mà giống như BDC ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng đó là sell the new Tức là sao? Tức là trong những cái thời gian đầu tiên giao dịch ETF Thì Bitcoin đã có một cái sự điều chỉnh trước khi mà đi vào một cái sóng tăng trưởng lớn Mặc dù vậy thì cái nhịp điều chỉnh này nó cũng không phải là nó quá lớn thế nên là à, các bạn cũng cần không cần phải quá lo lắng. Vì vậy thì trong ngày mai là ngày thứ ba nếu mà trong cái trường hợp mà giá của ETF điều chỉnh à, không như chúng ta đang kỳ vọng thì các bạn cũng không cần phải à, quá sợ hãi vì đây cũng có thể là một cái sự điều chỉnh trước khi mà chúng ta đi vào một cái sóng tăng trưởng bền vững hơn trong một vài tháng sắp tới mà thôi. Đến với thông tin tiếp theo thì với những ai mà đang hold BNB thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể bỏ qua một cái sự kiện khá quan trọng Đó chính là BNB sẽ uh, được đốt uh, trong thời gian sắp tới Cụ thể là vào trưa ngày 22 tháng 7 trong uh, giờ Việt Nam thì BNB trên thông báo là họ sẽ hoàn thành đợt đốt BNB thứ 28 của mình Với gần 971 triệu đô la token sẽ bị tiêu hủy Cụ thể thì lần này uh, họ sẽ đốt khoảng 1 triệu 643.698 BNB với giá token giao động quanh mức là 590 đô. So sánh với lần gần nhất thì lượng BNB tiêu hủy lẫn tổng giá trị của lần 28 này thì đều nhỏ hơn. À, dù có giá trị tiêu hủy thấp hơn so với lần 27 nhưng mà đợt 28 này thì vẫn đang được ghi nhận là đợt có giá trị đô la cao thứ hai trong lịch sử của toàn bộ những cái đợt đốt trước đó. Và xếp suy soát thứ ba đó chính là lần đốt thứ 18 với khoảng 906 triệu đô la BNB. Nếu như các bạn chưa biết ấy, thì BNB Burn là một cái hoạt động được Binance thực hiện mỗi 3 tháng một lần à, và sàn họ sẽ tự chủ động là tiêu hủy bớt cái lượng BNB để mà đưa tổng cung giảm về con số 100 triệu từ mức là 200 triệu token. Và kể từ đầu năm 2022 thì Binance họ cũng đã chuyển sang một cái cơ chế mới là BNB Auto Burn thay vì là tính giá trị BNB bị tiêu hủy dựa trên doanh thu của sàn. Và Binance họ sẽ sử dụng công thức tính toán số lượng coin bị đốt giữa giá của BNB và số block BNB trên được tạo thành trong khung thời gian tương ứng thì cái việc đốt coin và token như thế này thì nó sẽ làm giảm tổng cung đúng không ạ và nó sẽ tốt cho giá trị của đồng coin và token trong dài hạn ạ? và trong thời ừ. gian gần đây thì binance các bạn thấy là sau những cái đợt phớt liên tục trong năm 2023 thì binance vẫn đang giữ vị thế là cái sàn crypto hàng đầu, mặc dù mình thấy rằng là cái sức ảnh hưởng này, nó cũng đã bắt đầu uh, giảm dần sau những cái sự nỗ lực của phố Wall và uh, từ chính phủ Mỹ, thì có bạn thấy là Binance cũng không còn chiếm một cái tỷ lệ cao như trước đây, nhưng mà về tổng quan thì nó vẫn đang là sàn giao dịch có cái uh, lượng người dùng nhiều nhất và cũng đang là sàn giao dịch mà có cái vị thế uh, tốt nhất ở thời điểm hiện tại. thì uh, Binance dưới thời của Richard Tang uh, với một số những cái chiến lược vẫn còn đang khá là gây tranh cãi, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì uh, vị CEO này cũng đã ít nhất là giúp cho Binance vượt qua được cái dần khó khăn còn có thể tăng trưởng mạnh hơn so với trước đây hay không thì chúng ta cũng cần phải chờ xem trong thời gian tới như thế nào bởi vì trong mùa này thì các bạn thấy là cái cuộc chơi nó không còn một mình một ngựa như trước đây nữa mà chúng ta bắt đầu có sự tham gia của những cái thế lực rất lớn đã tham gia và những cái thế lực từ phố Google hoàn toàn có thể xoay đổi cái cục diện của thị trường crypto trong tương lai. Nói chung mình nghĩ rằng là BNB trong thời gian sắp tới uh, khi mà đã vượt qua được cái khó khăn trong năm 2023 uh, vượt qua được cái khó khăn khi mà CZ không còn điều hành thì mình nghĩ rằng là sẽ vẫn là một trong những cái dự án tăng trưởng rất ổn. Bản thân mình những bạn đều biết là trong cái đợt first năm 2023 thì mình cũng đã bán toàn bộ cái số BNB của mình nó không phải là quá lớn bởi mình không phải là một uh, holder BNB ngay từ giai đoạn đầu tiên mà mình chuyển sang uh, đầu tư vào Ethereum và một số những cái dự án khác. Thì hiện tại thì nếu mà nhìn lại thì đây có lẽ là một trong những cái uh, quyết định uh, không thực sự là chính xác nhưng mà trong giai đoạn đó thì còn đều biết là chúng ta cũng không thể nào biết chắc chắn 100% là Binance nó sẽ uh, đi về đâu và sẽ như thế nào dưới cái triều đại không phải là của CZ. Nói chung là cái việc đầu tư là nó sẽ không bao giờ là có thể hoàn hảo được. Đúng không ạ kể cả các bạn là những người mà có kinh nghiệm và chúng ta sẽ dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là những cái đánh giá của chúng ta để chúng ta đưa ra cái quyết định thôi nó có thể đúng nó có thể sai tuy nhiên mình nghĩ là chúng ta thứ nhất là có thể hài lòng với nó hoặc thứ hai là có thể rút được kinh nghiệm từ đó được thì tốt và qua đó thì chúng ta sẽ có thể có được những cái chiến lược tốt hơn trong tương lai ok thì đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn à, hy vọng là nội dung của video hữu ích nếu như các bạn cảm thấy hay và thích video này hãy đừng quên like và comment bên dưới cho mình biết chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại mọi người